ở nước ta, cây bồ bồ là một loại cây quen thuộc, có thể dễ dàng thấy được trong những gia đình, hay mọc dại ngay tại vườn nhà. Có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu như sử dụng sai cách thì sẽ gây hậu quả khôn lường. Công dụng của cây bồ bồ đối với sức khỏe. Cây bồ bồ còn có tên gọi khác là cây nhân trần, hoa hương núi, họ hoa mõm chó. Thân cây bồ bồ nhỏ, màu tím, có lông trắng mịn. Lá bồ bồ mọc đối, đầu lá dài và nhọn, mép có răng cưa, hai mặt lá có nhiều lông mịn, toàn thân và lá có mùi thơm. Hoa bồ bồ mọc thành chùm dạng bông ở kẽ lá, chàng hoa màu tím xanh, môi trên hình lưỡi, môi dưới sẻ thành năm thùy đều nhau. Quả nhân trần bồ bồ nang có nhiều hạt nhỏ. Trong y học cổ truyền, cây bồ bổ có vị hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lợi mật, chữa các chứng bệnh hoàng đản, giúp thông tiểu tiện, viêm loét da do phong thấp. Trong các nghiên cứu hiện nay còn cho thấy, công dụng của cây bồ bồ còn có tác dụng làm tăng tiết và thúc đẩy quá trình bài xuất dịch mật, thúc đẩy tuần hoàn máu, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, làm hạ huyết áp, giải nhiệt, giảm đau và chống viêm. Cây nhân trần có khả năng ức chế một số vi khuẩn như tụ cầu vàng, thương hàn, phó thương hàn, mù xanh, poly, lị, song cầu khuẩn gây viêm não, viêm phổi và một số loại nấm. Tác dụng của cây bồ bồ còn rất đặc biệt khi giúp cải thiện công năng miễn dịch và ước chế sự tăng sinh của tế bào ung thư, trên lâm sàng, bổ bổ còn có thể điều trị viêm gan thể vàng da, run chui ống mật, rối loạn lo thật máu, ekima ở trẻ em, viêm loét miệng, nấm da. Hiện nay, bổ bổ được chế biến thành trà, thành các sản phẩm tiện lợi, cách sử dụng như sau. Để giảm tác hại của rượu bia đến gan, với những người uống rượu, bia nhiều mỗi ngày bạn uống một chai nước nhân trần gồm, hạt muồng sao, cây bổ bổ, cam thảo sống, rau má khô sắc lên uống hàng ngày. Da nhiều mồ hôi ở đầu, miệng khô, bụng đầy, tiểu tiện khó, dùng bổ bổ chi tử, đại hoàng sắc lấy nước uống chia làm 3 lần trong ngày. Để chữa viêm túi mật hiệu quả, bạn dùng nhân trần, bổ công anh, nghệ vàng sắc uống hàng ngày. Chị say nắng, đau đầu, sốt nóng, dùng nhân trần, hành tăm sắc lên để nguội uống. Chị mắt bị sưng, đỏ, đau, lấy bổ bổ, mã để mỗi thứ một nắm sắc uống cho tới khi hết đau. Để thanh nhiệt, mát gan lợi mật, dùng nhân trần, bông mã để, bán biên liên sấy hoặc phơi khô, tán vụn. Lấy khoảng 50 gram mỗi ngày hãm với nước sôi uống thay trà trong ngày. Những điều cần chú ý khi sử dụng cây bồ bồ Công dụng của cây bồ bồ rất tuyệt vời với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn cần lưu ý những điều sau để tránh lợi bất cập hại. Không dùng chung bồ bồ với cam thảo, mặc dù cả bồ bồ và cam thảo đều có những công dụng tốt nhưng nếu phối hợp lại với nhau thành không tốt bởi cam thảo có tính chất giữ nước trong khi bồ bồ lại giúp đào thải. Do đó, đối với những người có thói quen uống nhân trần cho thêm cam thảo, sẽ tiềm ẩn nguy hại bởi tương tác thuốc, nhất là tăng huyết áp với phụ nữ mang thai nếu không có bệnh lý về gan không được chỉ định từ bác sĩ thì tuyệt đối không dùng nước cây bồ bồ bởi uống nhiều sẽ làm xuất tiết các tuyến trong cơ thể dẫn đến bị mất sữa hoàn toàn hoặc chỉ có rất ít không nên uống bồ bồ hàng ngày nguyên tắc điều trị của bồ bồ là lợi mật và khi gan có vấn đề thì mới phải nhuận gan trong trường hợp không có bệnh mà lại uống hàng ngày nghĩa là bắt gan và mật không có nhu cầu tiết cũng phải tiết dẫn tới phải làm việc nhiều hơn mất cân bằng và sinh bệnh ngoài ra nhân trần rất lợi tiểu nếu uống bồ bồ hàng ngày sẽ dẫn đến mất nước nghiêm trọng gây thiếu nước cho cơ thể và làm mệt mỏi thiếu tập trung. Công dụng của cây bồ bổ rất tuyệt vời, nhưng trên thị trường hiện nay, nhiều loại bồ bổ bị phun thuốc diệt cỏ vào cây tươi để cây nhanh héo và khô, hay bị chủ cửa hàng phun thuốc chống ẩm mốc kém chất lượng. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và bản thân, các cá nhân không nên sử dụng bổ bổ khi không có chỉ định của bác sĩ. Ở nước ta, cây bồ bổ là một loại cây quen thuộc, có thể dễ